xem Huy Toàn có thể tận dụng được quả đá phạt này hay không. Huy Toàn, tỷ số là 2-0, rất bất ngờ. Vừa rồi là một tình huống mắc lỗi của thủ môn Quốc Cường. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thủ môn Quốc Cường của Đồng Tâm Long An đã đổ người hơi chậm trong tình huống đá phạt của Huy Toàn.